Ở bên đây là khu trong cây xăng, nhưng mà những cái túi lớn sẽ qua bên góc bên đây hút thuốc. Những túi lớn này, qua góc bên đây hút thuốc, không biết có an toàn không? Thì mình biết là nó không an toàn, nhưng mà cái anh chú đó vẫn chơi được. Cái chú đây đang hút thuốc cây xăng, mọi người ơi, cảnh tượng hiếm gặp nhất thì chút là có người hút thuốc trong cây xăng mọi người. Mọi người có người hút thuốc ngay giữa cây xăng mọi người. Có người hút thuốc giữa cái sân mọi người, có người hút thuốc giữa cái sân mọi người, cảnh tượng lần đầu tiên thấy chết hay cấp cao như thế nào, nhưng mà hút thuốc cỡ đó ngay giữa cái sân mọi người, lần đầu tiên trong đời mình thấy luôn á. Tôi biết rồi đó, lần đầu tiên trong đời tôi thấy hút thuốc giữa cái sân luôn. Rất là thư thả, thư thái, cảm giác như là hành động là chỗ quen thuộc đó, chứ không có một chút nào là về cho mất. Đúng là đây là một cái chuyến đi với vô vàn cái trải nghiệm. Đặt cái ghế sắp. Hai ghế sắp chưa? Cái nó tới nó lần đầu tiên mới được đi xe thế này, lót cái chân không có cái chỗ để lót cái chân luôn. Thì á, thì không có chỗ chứ mà hai chân ghế cứng nhắc luôn á, không có chỗ nó lót chân luôn. Hai cái chân đúng cứng ngắc hết chị. Thì lấy hai cái chân thì bước xuống mình bước nổi mà. Nằm trước thử xem cái đường nhá. Ráng dừng tới. Ok ok. Đó mình đứng lên rồi. Đấy đấy đúng vậy, nó xuống nha. Để rồi nó. Thôi ông điện đặt hai ghế sếp. Hiện tại đi trên xe, cái cửa xe nó muốn rớt rồi, đang có một hành khách đang giữ cái cửa lại. Xưa giờ đi xe như thế này, kể cái lần mà tôi đi ở Campuchia.